Em đã nói anh từ trước rồi, lo mà chuẩn bị đi. Giờ đâu ông Gấu vừa xuất viện tới nơi mới bắt đầu ra làm. Mà em ơi, bây giờ mà mình chuẩn bị trước khi ông Gấu nhập viện á thì bằng một cách thần kỳ nữa đến bây giờ mình vẫn chưa xong. Ê, hay là bây giờ mình dọn xong cái đống này rồi mình để nguyên vậy luôn được không? Chứ sau này có ai xuất viện là phải làm lại đống này nữa hả? Nhưng mà ví dụ mình quên cái mai mình gỡ tiếp nữa coi sao? Còn không á, thì lại trong bệnh viện luôn. Mà ông Gấu cũng thiệt tình á, nghe lời fan làm gì, trộn đồ ăn xong để trúng thực, nằm bệnh viện nửa tháng trời luôn. Mày mà không dịnh, tao là thằng kế tiếp nhập viện đó. Ủa, như mục đích của mình là tháo nó ra mà, chứ đâu phải là buộc nó lại đâu anh. Mày còn không mau tháo lẹ cho tao đi. Từ từ bác ơi, căng có đứt dây á, đèn sạc cho. Ê, tôi kêu mày dịnh rồi mà. Chào mấy đứa, anh trở lại rồi đây. Ba giờ đi chết đây. Tốt khi mà thấy anh quay trở lại văn phòng đó man. No. Mày nói thiệt đi. Thì hai tuần mà anh nghỉ ở bệnh viện á, thì thật ra thì em rất là rảnh. Em không có làm gì hết, cho nên là đâu đó trong thâm tâm của em vẫn muốn anh ở bệnh viện lâu hơn á. Thật ra thì việc mà anh trở lại văn phòng á, nó là một thứ gì đó rất là tuyệt vời. Tất cả mọi người ở đây, mặc dù sắp tới em sẽ phải vật lộn với rất là nhiều cái clip từ anh, nhưng mà thật là tốt khi mà được anh uống trở lại mà, đúng không? Hôm nay tao cũng có chuyện muốn nói với mày là tao sẽ không còn ăn uống nữa. Anh nói gì? Anh tuyệt thực hơn không? Không, tuyệt thực là khi nào mày không còn ăn nữa kìa. Trong suốt 2 tuần mà tao nằm bệnh viện, tao đã suy nghĩ về chuyện này rất là nhiều rồi. Tao không thể nào mà ăn uống như vậy hoài được. Mày nghe ông nói gì không? Rất rõ và đầy đủ. Tao nói thiệt chứ không có nói giỡn. Tao muốn làm một cái nội dung khác, không có làm ăn uống nữa. Thôi nếu mà như vậy thì em có một cái nội dung anh thể làm liền, không liên quan tới ăn uống nè. Lấy gì á? Là anh đi về nhà anh dọn liền cái bếp của anh đi, nó dơ không tả. Và mua một cái tập về mới thì cái tập về cũ anh nó cũng bẩn không tả được. Không, ý là tao nói là cái nội dung này nó phải tách bạch với những gì mà tao đang làm trong thời điểm hiện tại. Tao không muốn trở thành một youtuber về ăn uống nữa, bởi vì giờ mà nhìn thấy đồ béo là tao kiểu... Ủa chứ anh có đang cảm thấy ngáy ngáy hiện tại không? Giờ này không. Ông nói thiệt đó mày. Thì tao nói cái ý định này cho tụi mày biết thôi là tao không có làm ăn uống nữa, và tao muốn chuyển cái nội dung nó sao cho nó mướt hơn. Em không biết chứ mỗi lần mà anh nói với em anh có cái ý định gì đó là em có cái cảm giác nó bất an làm sao á. Ê mày thấy tao làm mực chấm sô-cô-la có được không? Ê, tao đang tính thử tu một lần hết chai coca. Ê, gà gán chấm mắm tôm thì mày thấy làm sao? Nhưng mà tao suy nghĩ rồi, tao sẽ đi kiếm canteen mới. Giỏi quá anh, cái gì nó cũng có hai mặt của nó đó. Người ta đến với anh là vì anh ăn uống, mà bây giờ anh thay đổi đột ngột thì người ta không có quen. Khoan, nhưng nếu mà Gấu không là ăn uống nữa thì người trong văn phòng có được đụng vô canteen đó không? Ý mày là có muốn ổng đổi hay là không vậy? Tao muốn đổi. Em không có hỏi anh. Tại sao mày nhìn ổng? Tao phải dán mắt vào ổng để ổng không có tìm đồng minh từ mày. Vậy mày nghĩ nếu mà tao đổi có ok không? Tất nhiên là không. Tụi mày thấy sao? Đi chết đi. Bình thường trong văn phòng tụi nó ít nói. Anh hỏi tụi nó thì có nhiêu đó câu trả lời à. Hỏi tụi mày cũng như không, tao tự đi kiếm cách giải quyết. Mà anh ơi, anh phải nghĩ lại đi. Bây giờ khó lắm, khó. Thay đổi theo ý của mình thôi. Gấu có chuyện gì vậy? Dài lắm. Tao đang rảnh nè. Ông không có ăn nữa ba.
Là ông tuyệt thực á? Không, ông chỉ tuyệt thực khi nào mà ông không ăn gì nữa thôi. Là sao? Mày không có hiểu được không? Thôi kệ ông đi. Tao đang nghĩ tới thằng Lâm. Mày có để ý là từ sau cái chuyện của thằng Lâm á, trên đời này có rất nhiều thứ mày không giải thích được không? Ừ, sao? Nó giống như là bây giờ mày đi ra ngoài đường, mày thấy những cái thứ nó kỳ lạ, nó dị dị mà bản thân mày không giải thích được á. Mày có gặp mấy chuyện đó bây giờ chưa? Có. Kệ tao nghe. Là cái chuyện mày cứ hỏi tao hoài mà mày không có làm á. Thôi, ý là bình thường ở ngoài có rất là nhiều thứ không giải thích được mà. Mày thử nhớ lại coi có chuyện gì không? Ví dụ như là ma quỷ nè, xuyên không nè, time clip nè, dịch chuyển tức thời nè, vọng lập thời gian nè. Tao biết rồi. Nếu anh đã thành bọn em sẵn lòng trả lời. À, nói nhiều đó được rồi, nói nhiều quá mình, người ta nói mình ăn cắp á. Hello. Vâng vâng. Chúng tôi là đội đánh giá chất lượng content đến từ giải ngân hà. Một thằng YouTuber tương lai không tươi sáng, đang chờ đợi tụi mày. Đúng vậy đấy. Vậy là anh gọi tụi em đến đây để xem anh diễn thử hả? Chính xác. Anh muốn thay đổi hướng hoạt động kênh YouTube của mình. Chính xác luôn. Và muốn tụi em góp ý cho những nội dung mới này. Chính xác. Cái gì anh trả hai đứa 10 triệu cho shop này hả? Mày mơ hả? Vậy là ông ngồi tình lắm. Mới ba câu không đủ làm ông bị liệu đâu. Rồi, bắt đầu đi anh. Thật sự, âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời của anh. Nên bây giờ anh sẽ bắt đầu mọi thứ với âm nhạc. One, two, three, XL đang ở đây nè. Three, XL đang ở kia kìa. Three, XL khắp mọi nơi dù có ra sao cần đến là thấy tụi tôi. Three, XL đang ở đây nè. Three, XL đang ở kia kìa. Three, XL khắp mọi nơi đòi khó nay. One, one, just go three, XL. Cùng bay lên trời cao, chơi là chơi à, cùng bay lên trời cao, chơi là tới luôn, cùng bay lên trời cao, chơi là chơi à, cùng bay lên trời cao, chơi là tới luôn. Three, XL. Không ổn tí nào luôn anh ơi. Chắc tụi em quen nhìn thấy hình ảnh anh uống có, cho nên là anh làm cái này thấy nó kỳ kỳ sao. Đi chết đi. Bảo. 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 Sao vụ cung lắm á? Tao thấy trên thế giới này có nhiều thứ không giải thích được quá. Lại cái gì nữa đây? Có bao giờ mà mày ra đường mày thấy cái thứ gì đó nó kỳ lạ, nó dị dị mà nó không giải thích được không? Tao không biết và tao cũng không quan tâm. Thôi mà, mày đã từng thấy ngoài hành tinh rồi đó. Thử nghĩ thử coi. Tao không nghĩ và tao cũng không muốn nghĩ. Không. Nhưng mà lỡ có thiệt thì sao? Đi chết đi. Đen ơi, chắc mày cũng biết là anh đang định đổi hướng kênh của mình, đúng không? Bước chân đi không nghỉ giữa ngọn đồi cao.
Ừ thì anh không có nói là anh nghĩ, mà tao thấy là cái mọi chuyện YouTube dạo này nó bị ngột ngạt quá. Tránh xa cái bầu không khí đang làm hủy hoại phổi tao. Nó có hút chích gì hết trơn á mà hủy hoại phổi. Ý mày là chỉ muốn chuyển hướng kênh của mình thôi. Một chút xương lạnh thì có là gì khi ta được cởi mình thả trôi. Không thì biết là khó nhưng mà nó vui là được, vui. Bầu trời kia xanh trong vắt mời gọi ta đến vùng đất xa xôi. Ôi tao cảm ơn, tao không có ăn sâu em, cảm ơn mày. Anh em mình đi cùng nhau đến đây người ta gọi là có thời. Tao muốn chuyển hướng kênh của mình. Không phải, tao muốn chuyển từ kênh ăn uống sang một kênh khác, hiểu không? Dạ, không qua ta. Kênh thì em cũng biết nhiều loại. Kênh Như Lộc nè, kênh Tàu Hủ nè, kênh Ráng nè, kênh Mướn Tư nè, kênh 19 nè. Anh em mình đi cùng nhau đến đây người ta gọi là có. Sao ông ngồi bất động vậy? Ông đang tĩnh tâm đó, để chuẩn bị ăn uống trở lại. Hay là ông đang quay clip hướng dẫn thiền đúng cách? Không có chuyện ông ngồi thiền đó, mày quên là ông không bao giờ ngồi được một chỗ quá 3 giây hả? Anh ngồi im đây nha, tụi em có một bất ngờ dành cho anh. Anh ngồi đó nha. Anh Gấu ơi, anh im lặng em thu âm cái nha. Nhưng mà chắc gì cũng không thay đổi. Giang Sơn thì dễ đổi, bản tính thì tính giùm tao 145 cộng 354. 499. Tính giùm tao 18.428 chia 68 à. 274. Tính giùm cho tao căn bậc 2 của 80.565. 284. Alo Lâm ơi, anh nghĩ là anh tìm được thằng bạn hoàng tinh của em hả? Cảm ơn mày nha, tao trốn nó mấy ngày nay luôn rồi. Đó là lý do tụi mình không có làm sitcom tập 3 mấy bạn. Đúng rồi. Ủa anh ơi, anh đang làm gì vậy? Thằng lại chim mày không thấy hả? Tại sao anh lại lại chim vô nghĩa quá vậy? Tại sao anh lại lại chim vô nghĩa quá vậy? Ôi ơi, mày làm gì vậy? Tao đang lại chim, lượt xem đang lên mà. Không bao nhiêu lượt view đâu anh. Thì hồi nãy là có một lượt xem thôi, bây giờ hai đứa bay vô rồi thì được ba lượt xem. Khúc này tôi viết, cái khúc này là tôi viết nè. Thôi bỏ qua cái chuyện đó đi. Em chỉ không hiểu tại sao là anh tự livestream xong rồi anh tự coi cái livestream của anh luôn làm gì? Thì anh thấy nó thú vị, nó ảo ảo, người ta tò mò, người ta vô xem anh nhiều hơn. Ra là gì nè, tụi em không nghĩ anh đang lạc lối đâu. Trải qua là anh không có để ý làm gì. Thôi. Tao thông suốt rồi, cảm ơn. Sao chuyện của ông Lâm á? Tao thấy thế giới này nhiều thứ khó giải thích quá. Cậu hả? Cậu nghe. Có gì khó khăn nan giải đúng không? Nan giải là sao? Tự nhiên mày hỏi gì? Thì lúc nào có gì khó khăn mày mới gọi tao một cậu đó. Cậu Hà, cứu tôi với, khó thở. Cậu Hà ơi, biết của tôi không thở được. Sau cái vụ của ông Lâm á, tao thấy thế giới này còn nhiều cái bí ẩn là khó giải thích được quá. Mình bây giờ gặp mấy cái chuyện kỳ dị không giải thích được. Phát nó cũng hỏi mày mấy này nữa hả? Mày biết dùm lọc thời gian không? Hình như tao dính vô một cái rồi. Một bộ phim bom tấn trong mùa hè này kể về cuộc sống của một nhân viên văn phòng bị mắc kẹt trong vòng lặp mỗi khi anh ấy nói xin chào. Ra ngoài chơi em.
Xin chào. Trước khi trở lại với sitcom, xin dành ra cho 15 giây quảng cáo. Sale Xiaomi nóng hơn cả mùa hè. Loạt điện thoại đồng hồ và phụ kiện nhà thông minh đang giảm đến 30%, chớ bỏ qua. Redmi Note 11 chỉ còn 3,85 triệu đồng. Nồi chiên không dầu chỉ hơn 1 triệu đồng. Đồng hồ Xiaomi Mi Watch giảm còn 1,99 triệu đồng. Ngon khó cưỡng. Bây giờ thì trở lại với sitcom thôi nào. Cậu nói vậy là sao tôi không hiểu. Sáng giờ Phát cứ nói cái gì mà ngoài hành tinh á, mà nói lặp đi lặp lại cùng một câu luôn. Không ai giải thích được đâu. Vậy là dòng lọc thời gian không có thật à? Không mà. Lỡ đâu á? Không mà. Chắc chưa? Không mà. Anh xui gì đi. Ở đây hề là mày á. Bỏ qua cái vụ dòng lọc đi. Nhưng mà hồi sáng giờ á, thằng Khánh với thằng kia nó cứ nói cái câu gì đi chết đi á. Thì hai thằng nói lúc nào chả nói câu đó. Tao nghe điếc lỗ rái luôn á. Mà nó nói cùng một kiểu, lặp đi lặp lại cùng một tông luôn. Nhưng mà Nhưng mà em nghe anh. Nhưng alo. Alo. Đi chết đi. Mày tin hay không thì tùy, nhưng mà cái đó là có thật. Ai nói lúc nào chả nói gì mà. Đi chết đi. Trời ơi mọi người ơi, anh được 100k rồi nè. 100k gì anh? Nè. 2 tiếng mà anh hát được 100k khúc bất hủ. Không phải ai cũng làm được nha anh. Đó, chuyện quan trọng có phải đùa đâu. Nhưng mà còn một tin phụ anh muốn báo cho mọi người nữa. Wow. Vậy là anh chuyển qua TikTok luôn rồi hả? Ừ thì anh cũng cảm ơn tụi mày đã chỉ anh qua TikTok. Vợ bển nhiều người thích anh lắm luôn á. Ủa nhưng mà tụi em nói anh vậy hồi nào? Ra là vậy nè, tụi em không nghĩ anh đang lạc lối đâu. Trải qua là anh không có để ý làm cái... Thôi, tao thông xuống rồi, cảm ơn. Trong trí nhớ tao là vậy mà ba. Đi. Ông nghe tôi nói. Đi vào mày qua tích tao ông làm, ông nghe chưa? Ông rõ chưa? Ông nhất định phải qua đó làm. Ông hiểu chưa? Nhất định phải qua đó làm. Hiểu chưa? Tao không có ngờ là bạn của Lâm đi xa tới vậy luôn á. Một bộ phim bom tấn trong mùa hè này kể về cuộc sống của một nhân viên văn phòng bị mắc kẹt trong vòng lặp mỗi khi anh ấy nói xin chào. Xin chào. Có bao giờ mà mày ra đường mày thấy cái thứ gì đó nó kỳ lạ, nó dị dị mà nó không giải thích được không? Xin chào. Đi chết đi! Sale Xiaomi nóng hơn cả mùa hè. Loạt điện thoại đồng hồ và phụ kiện nhà thông minh đang giảm đến 30%, chớ bỏ qua. Redmi Note 11 chỉ còn 3,85 triệu đồng. Nồi chiên không dầu chỉ hơn 1 triệu đồng. Đồng hồ Xiaomi Mi Watch giảm còn 1,99 triệu đồng. Ngon khó cưỡng. Bây giờ thì trở lại với sitcom thôi nào. Ủa hết phim hả? Kết dở vậy? Quảng cáo nữa. Xin chào.